cho các bạn. Hôm nay mình xin được giới thiệu một mẫu máy bên mình, đó là mẫu máy thái rau củ quả, thái khoai. Các bạn biết về khoai, những cái khoai tây chiên của KFC đúng không nhỉ? Thì bên mình đây là máy đây, thì nó chức năng là thái lát khoai, lát rau củ quả, thái thành từng đốt tay. Đây mình xin được chạy thử cho các bạn xem ha. Đây. Và đây là độ chỉnh dày mỏng của khoai của chúng ta đây. Đây mình xin được bỏ ra ha. Thì chúng ta bỏ đây. Thì đây là đầu ra. Đây là cái củ khoai thì cái bình thường khoai thì là lát như này thôi, không đứng như thế này thôi. Đúng rồi, dạ đúng, chúng ta vẫn nhỏ thôi. Đây là lát luôn, không bỏ vào đây là lát, tại là lần nữa là